Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại máy xay sinh tố khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại máy xay sinh tố nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng máy xay sinh tố cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy xay sinh tố phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy xay sinh tố đa năng Panasonic. Panasonic nổi tiếng với các sản phẩm gia dụng có độ bền cao, đặc biệt đối với các sản phẩm từ nhựa. So với các sản phẩm khác của thị trường trong nước, máy xay đa năng Panasonic có mức giá trong phân khúc trung và cao cấp. Máy xay đa năng Panasonic được đánh giá rất cao về độ bền. Bình xay của máy xay Panasonic thường được làm bằng nhựa chống chảy xước, một số bộ phận phụ trợ làm bằng thủy tinh kháng vỡ, lưỡi xay bằng thép không gỉ hoặc titan. Thiết kế của máy xay đa năng Panasonic chú trọng sự đơn giản và rất chắc chắn. Ngoài ra, các loại máy xay đa năng Panasonic đều có thể tự động ngắt điện khi có sự cố, đảm bảo an toàn, tránh gây tai nạn và tăng tuổi thọ của máy trong quá trình sử dụng. Đứng ở vị trí thứ hai, đó chính là máy xay sinh tố Philips. Hầu hết các sản phẩm đồ gia dụng của Philips đều được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng nhiều. Bởi đây vốn là thương hiệu nổi tiếng của Hà Lan tồn tại và phát triển nhiều năm. Máy xay sinh tố Philips là sản phẩm chiếm được lòng tin của người dùng không chỉ bởi thiết kế đẹp mà còn sở hữu tính năng hiện đại bậc nhất. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là máy xay sinh tố Bluestone. Bluestone, một thương hiệu nổi tiếng và cực kỳ thành công tại thị trường Việt Nam ở mảng đồ điện gia dụng với các mặt hàng như máy làm sữa đậu nành, máy đánh trứng, nồi áp suất điện hay nồi cơm điện tử. Máy xay sinh tố Bluestone có giá bán khá cao từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ở một số dòng máy xay sinh tố đa năng cao cấp được trang bị công suất lớn lên đến 1250W cho phép bạn dễ dàng xay nhuyễn tất cả các loại thực phẩm cứng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là máy xay sinh tố Sunhouse. Nhắc đến Sunhouse, người ta liền nghĩ ngay đến những mặt hàng chất lượng và được yêu thích như nồi cơm điện hay lò nướng. Bên cạnh những mặt hàng đó, máy xay sinh tố Sunhouse cũng được không ít người dùng ưa chuộng. Với mức giá dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng, người dùng có thể dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là máy xay sinh tố Camert. Camert là nhãn hiệu chuyên các sản phẩm về thiết bị điện tử và đồ gia dụng tại Việt Nam. Một số sản phẩm tiêu biểu của hàng có thể kể đến như đèn bắt muỗi, nồi cơm điện, bếp điện hay mới đây là máy xay sinh tố. Các sản phẩm của Camert được bán với giá dao động từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng, khá phù hợp với mức thu nhập của người Việt Nam. Tuy nhiên sản phẩm của Camert chưa đa dạng, mẫu mã bình dân vì thế khó có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thị trường, đây là một trong những hạn chế của thương hiệu này. Đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là máy xay sinh tố Kangaroo. Nếu bạn đang cần chọn mẫu máy xay tốt thì thương hiệu Kangaroo chưa bao giờ làm khách hàng của mình thất vọng. Một trong những ưu điểm của thương hiệu này là giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng, tính năng thông minh, có thể nghiền nát được cái kiểu thực phẩm với công suất lớn và lưỡi dao sắc bén nhất. Đứng ở vị trí thứ 7 đó chính là máy xay sinh tố Electrolux. Máy xay sinh tố Electrolux chủ yếu là dòng máy đa năng cao cấp được trang bị công suất hoạt động rất mạnh mẽ từ 400W cho đến 900W cho phép xay nhuyễn tất các loại thực phẩm từ mềm cho đến cứng. Có các bộ phận được làm từ chất liệu an toàn như cối bằng nhựa kháng vỡ hoặc thủy tinh cao cấp có thể vệ sinh được bằng máy rửa chén rất tiện lợi, lưỡi dao sử dụng thép không gỉ sắc bén và tính năng ngắt điện khi quá tải. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy xay sinh tố Gosun. Máy xay sinh tố Gosun cũng là sản phẩm mà bạn nên quan tâm. Hầu hết các sản phẩm của Gosun kể cả máy xay sinh tố đều có giá cả khá vừa phải. Nhờ vậy, chúng dường như có thể làm bạn với mọi nhà vì không quá đắt đỏ. Và vừa rồi là top 8 máy xay sinh tố hãng nào tốt chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy xay sinh tố phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.